Một dáng ngoài tươi trẻ và tràn đầy sức sống hiện nay đã không còn là mơ ước. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu phiên bản tiếp theo của chip sinh học Agelock, sản phẩm làm chậm tiến trình lão hóa Agelock Vitality nhằm cải thiện ba khía cạnh của sức sống của bạn: thể lực cường tráng, tinh thần nhạy bén và đời sống tình dục lành mạnh. Sản phẩm Agelock Vitality được hình thành nhờ vào sự kết hợp của nhiều chuyên gia dinh dưỡng, ứng dụng công nghệ Agelock được phát triển và hỗ trợ bởi tập đoàn Nuskin và một đối tác nghiên cứu độc quyền, LaGen Technology, với mong muốn có được một dòng sản phẩm độc đáo, độc quyền và an toàn sức khỏe. Những nhà khoa học phụ trách sản phẩm Agelock của Nuskin là những người vượt trội hơn các đối thủ, đã tạo nên một thế hệ sản phẩm mang tính khoa học nhằm cải thiện sự lão hóa do phụ thuộc vào hệ gen. Đây là dòng sản phẩm hướng tới căn nguyên của quá trình lão hóa, bộ gen. Thông qua việc sử dụng công nghệ gen bằng chip sinh học Agelock, Nuskin đã khám phá ra được những nhóm gen chức năng, cái mà chúng ta gọi là nhóm gen quy định sự trẻ hóa, bằng cách tác động đến tiến trình lão hóa bằng công nghệ khoa học. Với Agelock, bây giờ chúng tôi có thể hướng tới nhóm gen quy định sự trẻ hóa, tái tạo chức năng của nhóm gen này để tác động hiệu quả hơn trong việc làm chậm tiến trình lão hóa. Công nghệ khoa học Agelock là một sản phẩm độc quyền của Nuskin và đại diện cho một bước cải tiến vượt trội trong khoa học chống lão hóa rộng lớn, thông qua việc hướng tới những căn nguyên của sự lão hóa liên quan đến việc giảm thiểu sức sống tế bào và cải thiện ở ba khía cạnh trên. Agelock Vitality giúp bạn cảm thấy như thể mình đang trải nghiệm lại tuổi trẻ. Nếu bạn đã sẵn sàng cho việc tái tạo lại thể lực, trí lực và cuộc sống khỏe mạnh, hãy gọi hoặc đặt hàng cho chúng tôi ngày hôm nay.